Hoàng Vy xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV. Và một lần nữa, nếu quý vị đang theo dõi chúng tôi ở trên YouTube thì vui lòng hãy ấn vào nút subscribe để nhận những cái thông báo về những cái chương trình mới của Sài Gòn TV. Và thưa quý vị, mở đầu cái phần 3 kỳ này sẽ là những thông tin liên quan đến một số những cái chỉ số về nền kinh tế của nước Mỹ. Khi mà người dân Mỹ hiện nay và đặc biệt là khi đứng trước cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày mai đây, ngày 8 tháng 11 mà hồi nãy Hoàng Vy thưa quý vị đó, nó vô cùng kịch tính và nó nóng hừng hực rồi. Thì nhiều người nói rằng cử tri bây giờ người ta đi bầu với cái bóp ở trên tay có nghĩa là gì? Người ta quan tâm tới vấn đề kinh tế và lạm phát. Nhưng mà bên cạnh một số những cái vấn đề khác, ví dụ như là về vấn đề quyền tự do của con người, về quyền phá thai, về cái nền dân chủ, rồi thậm chí cả vấn đề về biên giới nữa và về vấn đề tội phạm. Nói chung có rất nhiều vấn đề mà cử tri Mỹ quan tâm. Thì bây giờ chúng ta phải chờ xem cái cuộc bầu cử này như thế nào. Nhưng mà nói về cái câu chuyện kinh tế đó thưa quý vị, thì nó có một số cái chỉ dấu, mặc dù cái bức tranh về cái suy thoái kinh tế ở nước Mỹ hiện nay á, nó vẫn là một cái vấn đề rất là tranh cãi, không chỉ là ở người dân bình thường như chúng ta ngồi đồn đoán đâu. Có thể chúng ta sẽ đưa ra những cái nhận định khá cảm tính là bởi vì thực sự là ví dụ nhiều người than với Hoàng Vy là bây giờ cầm một cái tấm check á, về á, thì nó đã bay màu hết 20% rồi, là bởi vì cái câu chuyện lạm phát hiện nay. Hay là họ đi chợ thì thay vì chỉ mua một vài món thôi nhưng mà thấy cái bill chợ nó lên và họ làm cho họ hoa cả mắt vì tiền giá thực phẩm, giá xăng dầu nó cao. Nhưng mà một lần nữa chúng ta vẫn là nó mang tính cảm tính bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp nhưng mà chúng ta cảm nhận từ cái đời sống cá nhân của chúng ta. Nhưng mà những cái chuyên gia kinh tế cho đến tận bây giờ họ vẫn có những cái tranh cãi. Người thì cho rằng yes, sẽ có suy thoái nhưng mà nó chỉ ở mức độ nó ấm thôi, nó nhẹ thôi. Và người thì nói là chưa đâu, chờ xem đi. Thì có thể là nước Mỹ sẽ vượt qua được cái cơn khó khăn này, thì chúng ta phải chờ xem. Nhưng mà nó sẽ có những cái chỉ số mà nó xảy ra bằng con số nè, bằng cái lý tính nè. Cụ thể là ở thị trường lao động, thưa quý vị, thị trường lao động theo Bộ Lao động Mỹ đã đưa ra vào cuối tuần vừa qua là đã có thêm 261.000 việc làm mà nhận payroll đó thưa quý vị. Và đây là một chỉ dấu cho thấy là cái thị trường lao động Mỹ khá là vẫn còn ở những cái nó khá là tích cực. Và chắc chắn là ngân hàng trung ương ở đây là một điều ngân hàng trung ương không có hài lòng, bởi vì họ đang mong muốn là cái số mà thất nghiệp đó nó sẽ tăng lên một chút để mà làm giảm nhu cầu của người dân đừng có mua sắm nhiều quá. Họ vẫn mua sắm, người dân Mỹ vẫn có tiền mua sắm và họ mua sắm khá là nhiều. Và đây nếu mà cứ tình hình như thế này thì nó sẽ không làm cho lạm phát giảm. Và đây nè thưa quý vị, tổ chức hiệp hội bán lẻ quốc gia của Mỹ đã đưa ra cái con số nhận định đó, là trong năm 2022 cái số mà bán lẻ vào những cái ngày holiday của Mỹ là tăng từ đầu năm cho đến bây giờ là tăng từ 6-8%. Tuy nhiên ở cái giai đoạn mà sắp tới đây là vào tháng 11, tháng 12 là có Thanksgiving, có Christmas á, thì họ dự đoán là cái con số bán lẻ này nó sẽ tăng lên đến 13.5%. Có nghĩa là gì? Lạm phát thì lạm phát và người dân thì vẫn cứ mua sắm và thậm chí là chi tiền mạnh tay. Đi du lịch nữa thưa quý vị, người ta nhìn thấy là các cái hãng máy bay và các cái nhà nghỉ Airbnb vừa rồi đó và cả những cái trung tâm du lịch vẫn rất là đông đúc, người dân đổ ra khắp nơi và tiêu xài và mua sắm và du lịch như vậy. Cho nên cũng vào sáng ngày hôm nay Hoàng Vy đọc thấy trên CNN có người ta nhận định, người ta cho rằng cái lạm phát và kinh tế hiện nay nó là cái vấn đề của cả toàn cầu. Bởi vì ngân hàng trung ương ở Âu Châu cũng bắt đầu là tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, rồi ở Anh cũng vậy, coi như là những cái nền kinh tế mà phát triển và cả đang phát triển đều gặp phải cái vấn đề lạm phát. Nhưng những cái vấn đề lạm phát rồi nó sẽ qua đi, nhưng mà cái câu chuyện những cái vấn đề về dân chủ, về những cái vấn đề mà về quyền tự do của con người thì nó sẽ còn ở lại. Đó là những cái hy vọng mà bên phía đảng Dân Chủ họ đưa ra cái nhận định vào sáng ngày hôm nay. Và về tình hình đó là cái câu chuyện về kinh tế, còn về giá xăng dầu cũng là một trong những vấn đề cử tri rất là quan tâm. Thì vào cuối tuần vừa rồi, thưa quý vị, Tòa Bạch Ốc cũng vừa đưa ra một cái dòng tweet, họ nói rằng đó là giá xăng dầu ở Mỹ đã giảm 25% trong 20 tuần vừa qua. Và bây giờ giá xăng dầu tính cho đến ngày cuối tuần là ngày thứ 6 đó, thì giá trung bình của cả nước giá xăng dầu đó là khoảng 3 đồng 78 một gallon. Chỉ riêng ở California và Hawaii thì cái giá xăng dầu là khoảng 5 đồng
một gallon giá trung bình đó. Đó là cái câu chuyện giá xăng dầu. Và ông Joe Biden nói như thế nào? Ông nói là đó là một cái thực tế cho thấy, Tổng thống nói là đó là một cái thực tế cho thấy là nền kinh tế của nước Mỹ đang hồi phục. Dĩ nhiên không phải là một sớm một chiều mà ngay lập tức mà nó có thể là đứng dậy và trỗi dậy và mạnh mẽ như một cái người khỏe mạnh lành lặn, là bởi vì nó vừa xảy ra cái câu chuyện đại dịch COVID-19 bị lockdown hoàn toàn, rồi kế đến là cái tình hình chiến tranh. Đó là những gì mà phía chính phủ của ông Tổng thống Joe Biden đưa ra. Nói về chuyện giá xăng dầu một chút thưa quý vị. Giá xăng dầu trong cái thời gian trước á, đúng là nó có giai đoạn nó tăng, phải nói là ở California đây, nhiều khi tăng đến mức chóng mặt luôn, đi đổ xăng mới cảm thấy là cái sức nóng của nó rất là khủng khiếp. Và phía đảng Dân Chủ cũng như là chính của Tòa Bạch Ốc đó, đã đưa ra cho rằng cái nguyên nhân là vì sao? Là vì sau cái đại dịch COVID-19, rồi bị đứt gãy chuỗi cung ứng, rồi do chiến tranh Nga và Ukraine, rồi do OPEC cắt giảm sản lượng dầu, rồi cả cái hành động mà tăng giá bán để mà trục lợi của các công ty dầu mỏ nữa. Hôm 30 tây tháng 10, mới hôm cuối tháng 10 đó, Tổng thống Joe Biden còn chỉ trích ngành công nghiệp dầu mỏ là trục lợi từ cái chiến tranh này và còn đe dọa là sẽ áp thuế mạnh tay đối với những nguồn lợi nhuận của công ty này. Thì quý vị biết không, những cái hiệp hội về năng lượng và cả cái cơ quan năng lượng của Mỹ đó, họ thống kê, họ nói là các công ty dầu khí của Mỹ đã kiếm được cái con số khổng lồ 200 tỷ Mỹ Kim lợi nhuận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Thêm một bên cạnh đó, cái con số nữa Hoàng Vy sẵn tiện cung cấp cho quý vị luôn, là cũng từ hồi chiến tranh Nga và Ukraine nổ ra đó, thì cái ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ đã kiếm được doanh thu là hơn 82 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà cái ngành dầu khí là kiếm 200 tỷ Mỹ Kim, con số nó rất là khủng khiếp. Cái vấn đề Hoàng Vy muốn nói ở đây là trong khi đó thì đảng Cộng Hòa liên tục chỉ trích những cái chính sách của ông Joe Biden đã gây ra nỗi đau cho người tiêu dùng bằng cách là cắt giảm những cái dự án sản xuất về dầu khí trong nước Mỹ và làm cho nước Mỹ bị phụ thuộc vào năng lượng đối với nước ngoài và cụ thể đối với cái khối OPEC. Cho nên quý vị có nhớ cái ngày mà cái khối OPEC Plus tuyên bố là sẽ cắt giảm sản lượng dầu 2 triệu thùng một ngày đó, thì ngay lập tức phía đảng Cộng Hòa chỉ trích liền, nói là tại Biden. Biden đã làm cho nước Mỹ bây giờ phụ thuộc vào cái nguồn năng lượng của nước ngoài quá nhiều mà không có tự lực. Đó là cái chỉ trích mà quý vị sẽ nghe rất là quen. Nhưng mà thực tế đó thưa quý vị, thực tế đó thì dữ liệu phân tích năng lượng liên bang cho thấy một cái bức tranh hoàn toàn khác với những gì mà bên phía đảng Cộng Hòa chỉ trích chính phủ ông Joe Biden. Mà cụ thể là những người đảng Cộng Hòa vào cuối tuần vừa rồi vẫn còn tiếp tục post lên trên Twitter cái sự chỉ trích này. Chính sách của Biden đã làm cho người dân Mỹ bị tổn thương khi mà đi đổ xăng dầu, là vì cắt giảm cái nguồn sản xuất nội địa. Nhưng mà bây giờ đây, dữ liệu phân tích năng lượng liên bang nhé. Từ tháng 1 năm 2021 cho tới cuối tháng 9 của năm 2021, Bộ Nội vụ trong chính quyền của ông Tổng thống Joe Biden đã phê chuẩn số dự án sản xuất dầu khí mới nhiều hơn 74% so với thời của cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là thông tin của dữ liệu phân tích năng lượng liên bang cho biết. Và sản lượng dầu mà sản xuất trong 20 tháng đầu nhiệm kỳ của ông Joe Biden đó thưa quý vị, nó cao hơn 15% so với cùng kỳ của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump, theo số liệu của cơ quan thông tin năng lượng. Như vậy đó, cái sự cáo buộc của bên phía đảng Cộng Hòa là chương trình nghị sự chống năng lượng, bởi vì ông Biden ông cấp tiến quá, ông muốn hướng tới cái năng lượng xanh mà ông đã vô tình làm gây ra cái nỗi đau cho người dân Mỹ và làm cho nước Mỹ phải phụ thuộc về năng lượng nước ngoài đó, theo cái lời cáo buộc của bên phía Cộng Hòa. Thì như vậy, từ cái dữ liệu liên bang như thế này thì chúng ta thấy nó không chính xác. Nhưng mà cái vấn đề Hoàng Vy muốn thưa quý vị ở đây không phải là ở cái sự cáo buộc bên phía đảng Cộng Hòa đối với chính phủ của Tổng thống Joe Biden, mà là cái sự phản ứng của những người ở cấp tiến ngay trong chính đảng Dân Chủ cũng phản ứng với chính sách của Joe Biden, nhưng mà là nó là ở một cái chiều hướng khác, nó đối lập lại. Có nghĩa là sao? Những cái số liệu mà hồi nãy Hoàng Vy vừa thưa từ cơ quan thông tin năng lượng dựa trên những cái dữ liệu phân tích năng lượng liên bang đó thưa quý vị, nó chứng minh là những lời cáo buộc bên phía Cộng Hòa không chính xác rồi chứ gì. Nhưng mà nó cũng hoàn toàn, nó làm cho những người bên cấp tiến bên phía đảng Dân Chủ họ nói là họ thất vọng.
Họ thất vọng là bởi vì những cái số liệu này nó hoàn toàn đi ngược với những gì mà Tổng thống Joe Biden khi còn là ứng cử viên Tổng thống đã cam kết. Ông cam kết cái gì? Ông từng cam kết là sẽ xóa bỏ những cái nhiên liệu hóa thạch ở Mỹ để mà chống biến đổi khí hậu và có những cái nỗ lực chấm dứt hoạt động khoan dầu khí mới ở các vùng đất và biển thuộc sở hữu liên bang. Và ngay vào ngày đầu nhậm chức thì ông Joe Biden đã đình chỉ đường ống Keystone để mà vận chuyển dầu từ Canada tới những cái hải phận vịnh Mexico của Mỹ. Nhưng mà đó là những gì mà ông cam kết và ông làm trong cái ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên khi mà ông bước vào Tòa Bạch Ốc. Nhưng mà khi chiến tranh Nga và Ukraine bùng nổ đó thưa quý vị, thì Tòa Bạch Ốc đã thay đổi cái chính sách và nhận thấy là phải thay đổi quan điểm của mình và cho đưa những cái kêu gọi các công ty giàn khoan đó phải hoạt động trở lại và bơm thêm dầu ra thị trường. Cho nên một lần nữa, dĩ nhiên là ông Joe Biden đang là tổng thống thì ông phải chịu trách nhiệm những cái vấn đề về kinh tế, về tội phạm, về lạm phát, tất cả những cái vấn đề mà nước Mỹ đang phải gặp. Nhưng mà nó cũng có một thực tế là cái chuyện gì cũng sẽ phải đổ lên trách nhiệm của ông Joe Biden. Hôm trước Hoàng Vy có thưa quý vị, ở Mỹ thậm chí là thiếu sauce cũng đổ cái ketchup chợ để ăn fast food, ăn burger thì cũng đổ lỗi cho ông Joe Biden. Bây giờ riêng cái vấn đề về năng lượng đó, bên thì đổ lỗi là cho ông Biden đã giảm cái việc mà sản xuất ở nội địa. Còn ở bên phía cấp tiến thì nói là ông Biden đã không có giữ lời hứa của mình khi mà giảm cái chuyện này để mà đưa ra những cái nỗ lực về chống biến đổi khí hậu. Đó là cái câu chuyện về xăng dầu và những cái vấn đề ở nước Mỹ hiện nay và là những cái bài toán vô cùng đau đầu đối với ông đương kim Tổng thống Joe Biden. Cái phần tin tiếp theo sẽ là một cái tin rất là nóng liên quan đến World Cup và những gì đang xảy ra ở Qatar sắp tới, trong cái thời gian sắp tới đây thưa quý vị. Trái bóng chuẩn bị lăn nhưng mà những cái thông tin bên lề đang làm cho nhiều người hâm mộ, người ta cũng rất là chú ý. Bởi vì sao vậy? Năm nay sẽ được tổ chức ngay tại cái nước chủ nhà là Qatar đó. Nhưng mà trái bóng chưa lăn và người dân chưa đến sân, nhưng mà họ đã nhận được những cái cuốn cẩm nang á, những cái quy định nó rất là ngặt nghèo. Quý vị đừng có nghĩ là bây giờ khi mà đến dự World Cup 2022 nha, ở Qatar là quý vị được ăn mặc thoải mái nha, nghĩ sao cảm thấy thoải mái và đi xem bóng đá mà, rồi uống Coke, rồi uống bia, rồi đứng cổ vũ hò hét rất là vui vẻ. Quý vị quên đi là bởi vì nếu mà đi World Cup kỳ này á, là quý vị sẽ phát cho một cái cuốn cẩm nang, một cái cuốn tài liệu 16 trang gồm 6 chương có tên là Do's and Don'ts, những gì được làm và không được làm khi mà vô sân. Và còn nghiêm ngặt hơn mà người ta cảm thấy rất là buồn cười đó thưa quý vị, đó là những cái quy định ví dụ như về trang phục của người đến xem bóng đá. Ví dụ như bây giờ họ còn chi tiết tới mức là cái quần legging á của người nữ mà hay mặc á thưa quý vị, coi như nó phổ biến ở Mỹ lắm. Ra ngoài đường là thấy chị em phụ nữ hay mặc quần legging á. Cái quần legging không phải là quần đúng nghĩa của nó, đó là lời ban tổ chức nói và đó là trang phục cấm ở World Cup kỳ này. Rồi du khách nữ được khuyên là tránh những cái trang phục hở hang để lộ vai, lưng, ngực, đầu gối. Nam giới thì không được phép mặc áo ba lỗ và để ngực trần ở nơi công cộng. Rồi những cái áo sơ mi mà bị ngắn tay nè, váy ngắn nè, áo crop top nè và quần đùi đều bị cấm hết. Coi như là rất là nghiêm ngặt và rất là chặt chẽ về quần áo. Và thậm chí nha, chủ nhà còn yêu cầu là quần áo của du khách không quá chật và cũng không quá mỏng khi mà đến cái xứ sở rất là lạ lùng như thế này. Nam giới và phụ nữ nên ăn mặc lịch sự. Áo phải che vai, bắp tay và váy hoặc quần phải dài đến hoặc qua đầu gối. Còn cả một cái chi tiết mà làm cho cái người hâm mộ và người ta chuẩn bị đổ xô đến Qatar kỳ này thưa quý vị, người ta cũng cảm thấy rất là lạ lùng, là một số khán giả sẽ được ban tổ chức miễn phí hoàn toàn cái chương trình đến coi World Cup. Nhưng mà họ phải thực hiện một cái nhiệm vụ cũng khá là lạ lùng luôn, là báo cáo những cái bình luận mà chỉ trích hạ thấp nước chủ nhà, báo cáo với lại nước chủ nhà cho nhà chức trách thì họ sẽ được miễn phí cái chi phí đến Qatar để xem World Cup. Những cái thông tin nó rất là lạ lùng như vậy. Và FIFA vào hôm cuối tuần vừa qua này, thưa quý vị, vừa mới hôm Chủ nhật, FIFA cũng gửi ra một cái lời kêu gọi. Kêu gọi những cái bên tham gia và đặc biệt là chủ nhà, nước chủ nhà, hãy ngừng rao giảng đạo đức ở World Cup đi, mà hãy tập trung vào cái trái bóng kìa.
và bớt những vấn đề về chính trị đi. Họ viết trong cái bức thư gửi 32 đội bóng dự World Cup kỳ này, họ nói là xin đừng để bóng đá bị lôi kéo vào các cuộc chiến ý thức hệ hay là chính trị. Bởi vì sao vậy thưa quý vị? Qatar tổ chức cái giải World Cup kỳ này á, nó xảy ra khi mà họ đang đối diện với những cái làn sóng chỉ trích rất là lớn về nhân quyền, rồi về đối xử về lao động nhập cư và quyền phụ nữ và cả cái chuyện đối xử với cộng đồng LGBT+. Đó là những gì xảy ra ở Qatar và trước giờ trái bóng lăn. Và một phần tin cuối cùng là một cái cú quay xe cuối cùng mà Hoàng Vy cũng muốn gửi đến quý vị nữa, liên quan đến cuộc chiến Nga và Ukraine, nhưng mà lần này là của ông Iran. Quý vị nhớ không, là cả Mỹ và cả Tây Phương và chính Ukraine nhiều lần cáo buộc là Nga đã sử dụng những cái máy bay không người lái, máy bay tự sát UAV đó, mà do Iran sản xuất và cung cấp cho Nga, và tấn công và đánh bom vào lãnh thổ của Ukraine, đặc biệt là ở thủ đô Kiev á, trong suốt 3 tuần vừa qua. Thậm chí đó, quý vị đang thấy trên màn hình, thậm chí là Ukraine còn nói á, là còn thu được một số cái chiếc máy bay như thế này và họ gửi cho thế giới, gửi cho Hội đồng Liên Hiệp Quốc để họ xem là đây là xuất xứ của Iran. Nhưng mà Iran sao? Chối, cương quyết, quý vị nhớ mà, chối suốt 2 tuần nay, nói là không, không có, Mỹ đừng có vu khống, Tây Phương đừng có vu cáo. Và phía Nga cũng nói là không, không có nhận gì của Iran hết. Nhưng mà bây giờ đây thưa quý vị, cuối tuần vừa qua, ông ngoại trưởng của Iran đã quay xe, thực hiện một cái cú quay xe mà làm cho nhiều người ngỡ ngàng. Họ nhận, họ thừa nhận là có cung cấp những cái chiếc máy bay không người lái cho Nga. Họ nhận rồi. Nhưng mà kèm theo cái sự thừa nhận này thì nó có hai cái ý. Thứ nhất á, là họ cung cấp á, là từ hồi trước khi Nga đưa quân vào xâm lăng cơ, chứ còn từ lúc mà đưa quân vô không có gửi nữa. Cái ý thứ hai là gửi một cái số lượng rất là nhỏ. Quý vị tin không? Người ta tin không? Trước những cái lời một mực phủ nhận mà bây giờ nói như vậy, người ta không tin nữa. Và cái ý thứ ba còn nói thế này nè thưa quý vị, ông ngoại trưởng của Iran còn nói là chính quyền Tehran cam kết là không làm ngơ nếu như phát hiện Moscow sử dụng những cái chiếc máy bay UAV này cho cái cuộc chiến tranh xâm lăng Ukraine. Vì chính phủ Iran nhiều lần khẳng định lập trường là trung lập, không đứng về phe nào hết, cũng như không cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào trong cái cuộc chiến tranh Nga và Ukraine. Quý vị tin không? So với những cái cú quay xe và lời nói trước sau nó rất là bất nhất như vậy, thì người ta cảm thấy rất là nghi ngờ. Và một cái lời nói cuối cùng thưa quý vị, người ta nhận thấy là trong cái tình hình chính trị hiện nay trên thế giới, những cái chính trị gia, những cái nguyên thủ, những người nổi tiếng có cái sức ảnh hưởng rất là lớn đối với công chúng. Nhưng xem ra cái câu nói nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy, một lời nói ra đó là nó có vô số những cái giá trị mà không có vó ngựa xe nào có thể truy đuổi được, có thể thay đổi nó được. Bây giờ không còn đúng ở thời buổi này nữa, mà ở thời buổi này đó là làm chính trị hay là có cái sức ảnh hưởng đối với công chúng thưa quý vị, thì là gì? Ở quân tử nhất ngôn, quân là quân tử dạy, mà quân tử nói lại mới là quân tử khôn. Đó chính là những cái cú quay xe mà ngày hôm nay Hoàng Vy gửi đến quý vị trong chương trình Sự kiện trong ngày của Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.